Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Video Wedding, kênh chuyên về những kiến thức cho tổ chức cho đám cưới. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người những cái điều cần biết khi mà muốn tổ chức một cái tiệc cưới ngoài trời. Mời cả nhà cùng theo dõi nha. Điều đầu tiên mà mọi người phải quan tâm khi mà muốn tổ chức tiệc cưới ngoài trời, mình phải chọn lựa cái thời điểm để mà diễn ra tiệc cưới. Thì thường là sẽ phải tổ chức tiệc trong mùa khô. Nếu mà ở cái thời điểm mà nó lân cận ở cái mùa mưa ấy, thì cái việc mà có thể bị dính mưa là sẽ rất là dễ xảy ra. Thì cái điều quan trọng thứ hai là mình phải luôn luôn có cái phương án B để mà có thể đảm bảo cái việc là nếu mà có mưa gió hoặc là có vấn đề gì đấy thì là sẽ có phương án backup cho cái việc không thể tổ chức tiệc ở cái không gian mà mình đã lựa chọn. Ví dụ như là có thể là phải có một cái khu ở trong nhà để vào nhà, hoặc là có thể phải chuẩn bị sẵn cái việc mà sẽ sử dụng đến cái dù sự kiện ấy. Điểm tiếp theo là cái việc chọn thiết kế, là phải chọn các cái thiết kế mà nó sử dụng các cái thiết kế dùng các cái khung sắt hoặc là các cái hệ nó nhẹ nhàng để không cản gió. Quan trọng nhất là không cản gió. Nếu mà dùng các cái vách hoặc là dùng các cái khối trang trí thì nó cũng diện tích nó nhỏ thôi. Ngoài cái chuyện thẩm mỹ thì gọi là an toàn là phải đặt lên hàng đầu khi mà làm tiệc ngoài trời, nhất là những cái nơi có gió mạnh. Đấy, thì các bạn có thể thấy là như cái tiệc này mình làm là toàn bộ là dùng chia tách ra các cái hệ rất là nhỏ, chứ không có cái mảng miếng lớn như là trong các cái sân khấu lớn ở trong khách sạn. Về tông màu, tông hoa của tiệc cưới ấy, thì với cái tiệc ngoài trời thì mọi người nên chọn những cái tông màu mà nó nhẹ nhàng, chẳng hạn như là tông xanh, hai màu xanh, xanh lá, xanh lam, tông hồng, tông vàng, vàng nhạt. Đấy là những cái màu nó nhẹ nhàng, hoặc là tím nhạt. Đấy, thì những cái màu pastel nhẹ nhàng đấy là nó sẽ hợp với các cái tiệc cưới ngoài trời để nó có mang lại cái cảm giác nó nhẹ nhàng và nó không, tức là nó hòa với thiên nhiên đấy. Thì cái mục đích mình muốn ra ngoài trời là bao giờ muốn để cho nó nhìn nó nhẹ nhàng mà nó lấy được cái không gian thiên nhiên mà. Thì nếu mà ra ngoài trời mà lại làm những cái tông sậm màu như tông đỏ đấy thì nó thật là nó sẽ hơi phá, nó đối ngược nhau đấy. Và đấy là thứ nhất là tông màu, thứ hai là về phong cách, về style tiệc cưới thì nên chọn cái style kiểu rustic hoặc là những cái style thiết kế nhẹ nhàng. Một cái điểm cần lưu ý nữa của tiệc ngoài trời là vì cái không gian là không gian mở, cho nên là cái âm thanh ấy, sử dụng hệ thống âm thanh là thường sẽ phải sử dụng công suất lớn hơn so với ở trong nhà. Vì trong nhà là không gian kín, đóng, nên là có cái sự cộng hưởng âm thanh, nên cái hệ thống loa âm thanh là sẽ sử dụng công suất vừa phải thôi. Nhưng mà với cùng một cái không gian thì bao giờ với cái tiệc ngoài trời thì cái hệ thống loa cũng phải sử dụng công suất lớn hơn thì mới đủ đáp ứng được cái hiệu quả về âm thanh, đủ để đạt tất cả các cái khách mời đều có thể nghe tốt. Đặc biệt là những cái chương trình mà có ca sĩ hoặc là ban nhạc hát. Thì bây giờ nói đến ánh sáng ấy, nếu mà tiệc diễn ra vào ban ngày ấy, mà không phải buổi tối ấy, thì gần như cái hệ thống ánh sáng nó không có tác dụng. Phải nói là gần như không có tác dụng, vì ánh sáng mặt trời nó quá mạnh. Đấy, thành ra mình nói luôn là nếu mà tiệc diễn ra ban ngày thì gần như không cần là ánh sáng. Ngược lại lại có một cách là nếu mà diễn ra ban ngày, tiệc diễn ra buổi trưa nhưng mà vẫn muốn có ánh sáng, vẫn muốn có cái hiệu ứng ánh sáng đẹp, thì mình lại phải có cái phương án để mà che phủ vải, ví dụ như dùng màn sao đen quay kín hết xung quanh để nó kín hết, nó tối cái không gian làm lễ lại, thì lúc đấy là cái hệ thống ánh sáng nó mới phát huy tác dụng. Về phần ánh sáng decor ấy, thì mình có một cái lời khuyên là nếu mà tiệc tổ chức buổi tối ấy, thì nếu mà nơi đấy có nhiều cây ấy, nhiều cây lớn ấy, nhiều cây to ấy, thì dưới mỗi gốc cây nên có từ 1 đến 2 cái đèn palette màu để đánh lên, để rọi sáng cho cây, để nhuộm màu cây. Thì cái đấy sẽ làm cho cái không gian nơi làm tiệc nhìn nó rất là đẹp và nhìn nó ấn tượng. Ngoài ra thì là mình nên sử dụng nhiều những cái hệ thống đèn đèn nháy này, hoặc là đèn bóng tròn, mà đèn dây ấy. Với những cái tiệc mà diễn ra trong cái thời điểm thời tiết nắng nóng ngoài trời, mà đặc biệt là nếu mà sử dụng nhà dàn không gian cỡ lớn để làm tiệc cưới ấy, thì tốt nhất là phải có dùng sử dụng cái lưới trong ấy, cái gọi là cái ni lông trong PVC ấy, để bọc kín hết xung quanh và sử dụng để giữ cái điều hòa, để giữ được cái nhiệt điều hòa. Thì cái ni lông trong PVC đấy là để có cái tác dụng là nhìn nó thẩm mỹ, nó không bị xấu.
Chứ còn nếu mà mình dùng bạt kín hoặc là bạt đen quay hết xung quanh thì nhìn nó sẽ hơi bị bí, hơi bị bí và xấu, và nó bị ngăn cách không gian trong ngoài quá ấy. Vì thường là nếu mà đã là làm tiệc ngoài trời thì bao giờ mình cũng muốn lấy cái không gian nhìn nó tự nhiên để nó ăn với cái không gian cả trong lẫn ngoài. Và có một số tiệc nếu mà ví dụ làm buổi tối ấy, thì cái nhà giàn không gian ấy có thể là dùng cái mái cũng bằng cái PVC trong luôn, thì gần như là toàn bộ cái dạp là có thể nhìn xuyên hết ra ngoài đấy. Thì vì buổi tối là nó không bị nắng mà, thì lúc đấy nếu mà kết hợp với cái hệ mái đấy là mình sử dụng các cái đèn treo, đèn nháy thì sẽ mang lại cái hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp. Nếu mà nhìn từ ngoài của cái dạp nó sáng bừng lên cả cái dạp là nhìn rất là đẹp. Cũng như là cái việc quay chụp ấy, khi có các cái hệ thống đèn nháy đấy để mà làm tiền cảnh hoặc là hậu cảnh ấy, thì nó sẽ làm nhòa mờ đi khi mà mở khẩu đèn của ống kính quay phim hoặc là chụp hình, thì nó sẽ thành các cái đốm bong ke đèn nó nhấp nháy nhìn rất là đẹp đấy, để làm cho cái không gian nó lung linh thêm. Ngoài cái việc mà sử dụng các cái hệ thống đèn dây, đèn chiếu, đèn nháy, đèn treo phía trên đấy, thì mình có thể tận dụng thêm là việc là dùng cái pháo, gọi là pháo que ấy, pháo que đốt sáng, có thể cho các cái đội phù dâu phù rể hoặc là cho khách mời cầm để mà tạo hiệu ứng, và kết hợp cùng với cô dâu chú rể để mà làm lễ hoặc là khi quay chụp hoặc là ví dụ after party mình có các cái pháo que đấy để mà đốt lên thì sẽ rất là đẹp để kết hợp trong tiệc cưới lúc buổi tối. Ngoài ra là bây giờ là cái luật của mình là đã cho phép là sử dụng pháo hoa trong các cái dịp lễ lạt hoặc là những cái lễ cưới, lễ cá nhân ấy. Thì đấy, nếu mà cô dâu chú rể mà có điều kiện mà có thể thuê pháo hoa để làm tiệc ngoài biển ấy, thì cái đấy làm cái rất là tuyệt vời để làm cho cái lễ nó được đẹp. Pháo hoa, pháo xòe, nói chung là các loại pháo sáng là rất là hiệu quả. Một điểm rất là quan trọng trong cái việc mà sử dụng hoa tươi trong với cái tiệc cưới ngoài trời, đó chính là hoa tươi phải luôn luôn được tưới nước đầy đủ liên tục. Gần như khi mà bọn mình làm những cái tiệc ngoài trời như này thì sẽ phải có một hai nhân sự là chỉ có ăn với tưới nước thôi. Đấy. Tức là luôn luôn cầm bình tưới nước đi tưới liên tục, tưới đẫm hết tất cả các cái hoa để đảm bảo là hoa luôn có nước và không bị phải chịu nắng nóng. Tại vì nó có những cái loại hoa ví dụ như hoa tú cầu. Đấy, và một số loại hoa khác là những loại hoa mà háo nước và chịu nước và cần nước rất là nhiều. Mà những cái loại hoa đấy mà đã héo rồi thì kể cả có ngâm vào nước nó cũng rất là khó hồi lại. Đấy, thành ra là đặc biệt là cái hoa tú cầu là cái hoa phải để ý mà phải tưới nước rất là nhiều. Nếu mà có thể được thì tốt nhất là có thể dùng bạt tre chống nóng ở những cái vị trí mà cắm hoa thì là tốt nhất. Đấy, mình có thể dùng những cái lưới đen. Có một cái điểm mà mình rất là hay thích làm khi mà làm tiệc ngoài trời ấy, là mình có thể tận dụng được những cái không gian có sẵn hoặc những cái thứ có sẵn của nơi làm tiệc. Ví dụ như một cái cây to. Ví dụ ở nơi làm tiệc mà nếu mà có một cây to ấy, thì nên sử dụng luôn để đấy để làm cái sân khấu. Kết hợp làm sân khấu thì rất là hay. Nhưng mà thường là để mà làm được cái việc đấy thì thường là cũng phải ví dụ một cái cây phải cân ở giữa hoặc có thể là hai cây hai bên, và thường là cái tán của nó phải chạy hết được lên trên của cái phần khu sân khấu làm lễ. Thì lúc đấy mình có thể làm các cái hệ thống hoa treo thả rồi đèn treo thả. Đấy, và có thể dùng pha lê hoặc là ruy băng treo thả nhiều ở phía sau sân khấu. Thì lúc đấy là toàn bộ cái không gian đấy nó sẽ thành một cái không gian sân khấu rất là đẹp và nhìn nó tự nhiên. Đấy, thì đấy có thể là một cái mà gợi ý cho mọi người. Hoặc ví dụ là trong cái không gian chỗ làm tiệc cưới, nếu mà là sân vườn thì có thể có những cái khối trang trí hoặc là có những cái cột hoặc có những cái hệ gọi là cái lều ấy, không phải là lều mà gọi là cái khu tròi nghỉ. Đấy, thì có thể tận dụng luôn những cái đấy làm sân khấu thì rất là đẹp. Đấy. Nước ngoài những cái tiệc cưới ngoài trời rất là có hay rất là nhiều những cái tiệc cưới mà có những cái tròi như thế thì người ta làm luôn làm sân khấu để kết hoa lên. Có cái mái trụ tròn và các cái cột chân trống. Ví dụ 6 cột, 8 cột thì kết hoa lên các cái cột đấy lên rất là đẹp. Và kết hoa trên cái phần vòm ở trên nữa. Đấy, thì đấy là những cái gợi ý của mình về cái việc mà tận dụng cái không gian có sẵn của nơi làm tiệc để làm trang trí.
Thì như thế thật ra là có cái hay là vừa đỡ mất công, đỡ mất công mất sức để trong cái việc setup, mà lại cái đấy nó lại mix được luôn vào với cái không gian có sẵn. Tại vì thường là các kiến trúc sư khi mà làm các cái khu ngoài trời thì thường người ta làm, người ta đã có tính toán rồi, người ta đã có tính toán về các cái khu decor đấy rồi. Thành ra là cái việc người ta đặt các cái vị trí ở đâu nó rất là hợp lý rồi. Và cái kiến trúc và cái decor của nó sẽ phải phù hợp với cái cảnh quan ở đấy. Có một cái tip nhỏ của mình trong cái việc mà decor cho trang trí ấy, thì nó có một cái khá là hay là mình nên sử dụng những cái mà decor mà nhỏ nhỏ mà nó có khi mà gió, nó có tác động của gió nó sẽ bay ấy. Ví dụ như là ri băng này, hoặc là những cái trong chóng gió nhỏ này. Đấy, hoặc là ví dụ bây giờ trong trang trí decor nó có một cái gọi là cái màn gió ấy, màn gió ấy, mà nhấp nháy tức là các kiểu miếng sequin nhỏ ấy, thì là khi mà thổi gió vào nó bay phấp phới ấy. Đấy. Đấy, hoặc là ví dụ những cái trang trí bằng vải voan nhẹ. Đấy, để khi mà có gió thổi thì nó sẽ bay phấp phới thì nó sẽ tạo thành những cái hiệu ứng kết hợp với cái khung cảnh nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó lãng mạn. Đấy, thì khi lên phim nó sẽ đẹp. Các cái thước phim mà nó có cái chuyển động đấy của những cái đồ decor đấy thì nhìn nó sẽ tạo hiệu ứng rất là đẹp. Có một cái yếu tố mà rất là quan trọng liên quan đến an toàn trong cái làm tiệc ngoài trời là mọi người phải để ý là cái chuyện mà tất cả những cái liên quan đến điện là phải được đảm bảo về cái việc chống nước và chống mưa gió, chống giật. Đấy, thì ví dụ với những cái hệ thống điện mà của bên âm thanh ánh sáng thì người ta là chuyên nghiệp rồi. Thì người ta đã nắm giữ vững cái chuyện đấy rồi và người ta sẽ có những cái quấn cách điện rất là tốt. Và các cái ổ cắm điện của nó là đều có hệ là ổ cách điện thì là ok, không nói. Nhưng mà ví dụ với những cái hệ thống đèn mà nhỏ nhỏ, ví dụ như đèn dây, đèn nháy này, hoặc đèn trang trí này, thì cái đấy nó không phải là cái đồ chuyên nghiệp. Thành ra là ví dụ các cái ổ cắm, ổ nối này, hoặc là ví dụ với cái đèn dây nháy ấy, thì cái cục chiết áp nguồn ấy là đều phải có quấn ni lông và quấn bọc cách điện cẩn thận, để tránh cái việc là nếu mà có mưa gió thì những cái chỗ đấy là những cái chỗ dò điện rất là nguy hiểm. Đấy, cái an toàn cho khách hàng và cho mọi người, con người là cái yếu tố mà đầu tiên và quan trọng nhất là phải nghĩ đến khi mà làm cái tiệc ngoài trời. Bên cạnh cái chuyện đẹp xấu thì đấy, trên đây là những cái tip của mình cho cái việc mà mọi người phải để ý khi mà muốn làm tiệc ngoài trời. Thì mọi người nếu mà có thêm những câu hỏi gì hoặc là có những cái ý gì thêm thì mọi người có thể comment phía dưới để mà cùng chia sẻ với mình nhé. Mọi người cũng nhớ like, share cũng như subscribe kênh của mình để có thể theo dõi những cái video tiếp theo về kiến thức tổ chức tiệc cưới. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Chào cả nhà.